lên clip mới. Hôm nay thì quay cho các bạn là thêm một cái mảng cá nhân của mình nữa, đó chính là mình đi làm thêm cả cái khoản âm thanh đám cưới các bạn nhá, âm thanh đám cưới này và âm thanh các cái sự kiện nhỏ, sự kiện lớn thì nó thật là không đến giờ mình làm, các cái sự kiện nhỏ thì mình vẫn hay làm. Ở đây chiếc ống kính máy quay của các bạn đây là một cái đám cưới, và cái này thì mình làm cả phông rằm, làm cả phông rằm và cả âm thanh các cái đám cưới nhá. Đây là về cái mặt trang trí bài tiết thì như các bạn như chiếc ống kính của các bạn ấy thì luôn luôn cập nhật các cái mẫu nó rất là mới các bạn nhé. Đây là cái bàn thư ở đây, mời các bạn đi vào trong này của mình. Cứ đi thì trải thảm cỏ, trải thảm cỏ nhá, và có một cái backdrop, có một cái backdrop gỗ để cho các bạn chụp ảnh nhé. Nói chung là rất là cập nhật thời đại, có thảm cỏ đi trải dài vào trong sân khấu, mời các bạn đi theo mình. Khung hộp vuông các bạn nhé, dạp khung hộp vuông nên là nó đạt được một cái chiều rộng nó khá là xa giữa hai cột. Ở đây cái chính của mình là mình đang làm âm thanh trên sân khấu kia. Và hôm nay thì cái số lượng đồ mình mang đi là một đôi súp đơn này, một đôi súp đơn bát 50, một đôi phun đôi. Một đôi 340 là cái đôi CBL 725 kìa. Và phía trên cùng là một đôi phun đơn 350. Những cái đôi phun đơn này, thì phun đơn này là mình đã lên clip test cho các bạn xem ở các clip trước. 330 nhưng mà côn rất là to, côn tép 72 cơ. Bát côn 76, tép côn 72 nên cái họng nó phóng rất là kinh khủng. Con đấy là họng hợp kim các bạn nhá. Mình mang ra được cái không gian khá là lớn này, mình bật đây và đây, các bạn là hơi bất cập một chút nhưng mà tại vì do là buổi chiều thì người ta cũng chưa dùng gì đến loa đài lắm, người ta chỉ bật nhạc nhẹ nhạc tét thôi, và cái thời tiết nó khá là nóng ấy nên là chủ nhà đã bảo là đặt hai cái quạt hơi nước ra đây để cho các cái khách ngồi ở đây cho nó mát, nên là đang che mất loa của mình, nhìn nó hơi bất tiện một chút. Nhưng mà đến chiều tối khi mà người ta hát karaoke thì mình sẽ di rời hai cái quạt này đi. Đây, cái mô hình của mình thì mang đi cũng khá là gọn gàng thôi, cũng không rườm rà đâu. Một đôi sắc đơn này, phun đôi 340 này, phun đơn 350 thì cái lời nó rất là sáng để nó bù lại cái giải lời cho cái đôi phun đôi 340 các bạn nhé. Đây, và bên này là tổ máy của mình thì hôm nay là mình đang chạy 3 chiếc cục đẩy, một micro này, một vang số này, 3 cục đẩy, không cần phải lọc, không cần phải gì cả đâu. Nhưng mà mình setup vang số nó ngon lành rồi, chỉ cần chạy một chiếc vang số thôi là đánh được cả dàn này ngon lành luôn. Và đang bật nhạc cưới cho cô dâu là đang bật ở trên máy tính. Đầu Việt KTV thì chưa hát karaoke gì nên là mình cũng chưa mở đến. Và do bây giờ là do nhà chủ là người ta đang mượn nhờ cái mảnh đất mà đang dựng rào này, là do người ta đang mượn nhờ của một cái doanh nghiệp trước kia có mấy cái xe đỗ kìa, và người ta hôm nay thì người ta đang làm việc ấy, nên là do là chủ nhà mượn đất nên là rất là ngại, nên là bảo mình là mở loa đài bé thôi. Và sau 5 giờ chiều cái doanh nghiệp đấy thì người ta sẽ tan công việc, người ta không làm việc nữa, thì ở ngoài này thì mới bắt đầu nó hát hò thế karaoke mới ồn ào được. Thì đến lúc đó thì mình sẽ test quay lên đây test nhạc karaoke cho các bạn nghe nhá, nghe qua về nhạc karaoke. Nếu mà có mà các thanh niên mà có ngồi hứng có nhảy nhót một chút thì sẽ có cả một đoạn nhạc sàn test cho các bạn nghe, và cái đấy thì tùy hứng vào các thanh niên thôi, còn nếu mà người ta không nhảy thì mình cũng chẳng ra mượn nhạc sàn gì cả. Và cái này thì cũng ngoài lề một chút các bạn nhá, do cái nhu cầu kinh doanh của mình sắp tới là mình đầu tư cái dàn âm thanh nó lắp tiền hơn. Mình đang dự kiến là mình đang định đầu tư một dàn âm thanh array nó khoảng 300-500 triệu, nên là mình muốn nâng cấp các cái thiết bị của mình, nên là toàn bộ các cái thiết bị mình đang sử dụng bây giờ là vẫn đang hoạt động ngon lành hết nhá, 100% vẫn đang hoạt động rất là ngon lành. Và mình đang có nhu cầu là mình bán thanh lý đi để mình gom cái tiền đó về để mình mua đầu tư một cái dàn tương đối khoảng 300-500 triệu để mình đi quán được những cái sân nó rộng hơn này, và để đi làm được những cái chương trình nó đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp nó cao hơn. Nên là cũng qua clip này thì bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình, thì mình sẽ bán thanh lý hết tất cả. Ở nhà thì mình còn 2 dàn nữa như này nhá, tức là mình ở nhà là mình có 3 dàn, mình đang có 3 dàn đi ở anh đám cưới, thì 3 dàn mô hình như thế này, là các bạn mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình để bán thanh lý cho các bạn để mình gom tiền về.
gom tiền về để có tiền để mình đầu tư cái sàn nó nhiều tiền hơn, nó chuyên nghiệp hơn, và mình nên đầu tư là cái loa array là tiền công suất luôn, công suất luôn, và giá thì nó khá là cao để phục vụ các cái nhu cầu nó chuyên môn cao. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây nhá. Tối nay mà chiều tối hoặc là tối khi mà người ta hát karaoke thì mình sẽ quay clip tiếp để test nhạc cho các bạn nghe nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều tối nhá. Chiều tối mình sẽ quay tiếp. Rồi các bạn ạ, hôm qua mình định bảo là tối hôm qua để mình để quay lên để cho các bạn nghe về cái phần karaoke rồi nhạc, nhưng tuy nhiên là hôm qua ở đây gia đình người ta mời ăn mời uống thì ra say quá. Nếu hôm nay sau khi đón dâu đón rể xong thì mình có được một cái sân khấu nó trống như thế này. Thế thôi thì bây giờ thì mình sẽ hát tem luôn cho các bạn một đoạn nhạc karaoke nhá. Thì ở đây hôm nay thì mình đang hát ở đây ca khúc là Người Tình Mùa Đông của hai anh Tuấn, và mời các bạn đón nghe một đoạn karaoke nhá. Mình đang làm ngoài trời, cái không gian nó lớn nên là mình đang để cái tiếng reverb nó dài hơn một chút. Thì hát nó sẽ bay tiếng, nó sáng tiếng. Ok các bạn nhá, mời các bạn đón nghe. Hôn bật cho anh Hiếu đi. Lọt một hai. Đây này các bạn nghe cái tiếng như vừa này. Đấy, cái tiếng như vừa nó dài hơn một chút. Đường vào tim em mới băng xa. Hôn cho nhạc to lên một chút cho nhiều. Ok. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín, mà chân nói trên lối đi không thấy, vẫn mưa đến quê buồn một mình, có khi cho ta quên buồn tình, từng cơn mưa hắt như bên ngoài sông thương. Trái tim em muốn đời lạnh lùng.
người ơi, trái tim mùa đông. Rồi các bạn ạ, cái này thì tất cả toàn bộ của mình vẫn đang tắt nhạc đi, nói chuyện là gì. Toàn bộ cái dàn này thì vẫn đang hoạt động bình thường các bạn nhé. Nhắc lại một đôi súp đơn này, một đôi phun đôi và một đôi phun đơn bass 30. Tổ máy thì đầy đủ hết rồi, dây dắt cũng khá là đầy đủ. Thì mình bán nguyên combo này, hoặc là các bạn không mua cả bộ này, hoặc là có nhu cầu mua lẻ các cái món đồ trong này thì mình cũng sẽ lẻ ra bán lẻ cho các bạn nhé. Còn cái này thì mình thực sự mình có nhu cầu mình muốn bán để mình gom tiền về để đầu tư cái dàn nó khoảng 4-500 triệu, mà không 3-500 triệu thôi. Mình định mua cái dàn array liền công suất để mình đi phục vụ được những cái nơi mà nó những cái chương trình nó lớn hơn nên nó đòi hỏi cái thiết bị nó phải đắt tiền thì mình mới nhận được show. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé. Thì cái này thì mình vận chuyển, có thể vận chuyển qua rất nhiều hình thức, thì tại vì cái này nó toàn là hàng to ấy. Tất cả cái đống này thì nó phải mấy tạ đấy, chắc là nó phải rơi vào tầm có hơn 3 tạ hàng, thì chắc chắn là mình chỉ có thể gửi xe khách hoặc là gửi xe tải cho các bạn thôi. Đối với các bạn ở xa, còn các bạn ở gần thì đến nơi nghe trực tiếp và mua trực tiếp thì là tốt nhất. Mình sẽ nhiệt tình tiếp đón các bạn. Rồi ok, mình sử dụng 2 số điện thoại nhé. Các bạn có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình, mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình, sẽ ship hàng, cố gắng là sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bạn ở xa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Các bạn có góp ý gì hay là có cần tư vấn gì, các bạn hãy comment cái số điện thoại xuống phía dưới cái dòng bình luận của clip các bạn đang xem ấy, thì mình sẽ trả lời các bạn nhiệt tình, hoặc là các bạn để lại số điện thoại mình sẽ gọi lại tư vấn nhiệt tình cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Xin chào.